9,5 không chỉ là huấn hoa hồng, cũng không phải là số điểm của nắng trưa đi 0,5. Vì nắm 10 điểm không có nhưng. Treat me like what this, don't get me dirty, love, love, love on me. Mà 9,5 còn là mùa cờ mới của anh em mê đấu trường chân lý nữa. Uầy, cha lâu vừa lờ mới được leo rank, tôi cả làm video cho bạn xem đấy. Và nhân vật chính trong video đầu tiên của chuỗi leo thách đấu trong series chơi cờ với nắng là một vị tướng 4 tiền rất được ưa thích ở mùa 9. Hình như là meta nào nó cũng góp mặt hay sao ấy. Và mùa 9.5 này thì nó vẫn được giữ lại, không bị ảnh hưởng về chỉ số mà tộc hệ còn được chỉnh sửa, giảm mốc kích hoạt. Cùng với việc là rất là nhiều tướng mới ra mắt, giúp cho con tướng này vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các cờ thủ spam leo rank. Mình cũng không ngoại lệ được. Dài dòng VL nhưng mà chắc là các bạn cũng biết thường mình đang nhắc đến hoàng đế sa mạc Azir rồi đúng không? Thế thì vào luôn giáo án đầu tiên nhất. Vẫn là thành phố bên đồ đầm cua 100% được lựa chọn mỗi khi xuất hiện. Legend mình chọn cho trận đấu này là Ezreal. Lý do mình chọn Ezreal là ở mùa 9.5 này không chỉ thay đổi về tướng mà đồ cũng thay đổi khá khá. Lấy Ezreal để ra nhiều đồ lấp cho quen đi mà. Ôi mẹ gì. Đồ đầu game sau 3 round quái là một gậy phép, một đai máu, một BF. Chủ động trong việc đánh chuỗi thua nên là mình đã tích ngay 20 tiền trong round quái rồi. Lõi công nghệ vào xuất hiện với 3 nâng cấp. Giáo dục vỡ lòng thì ngon đấy nhưng mà Kalista bị xóa mất tiêu rồi nữa. Kiếm hút máu chọn được vì bài vô pháp cũng là một bài hot cho meta này, mình sẽ lên ở video sau nhé. Rome thì được lắp kính nhắm cũng là một cái loại hot luôn, có thể dùng cho rất là nhiều bài như là Nila hay là Mordor Kaiser. Nhưng tiếc là mình đã có một lối đi riêng, chọn kho báu chôn giấu như ban đầu mình giải thích tại sao mình chọn Legend Ezreal ấy. Mảnh đồ đầu tiên rơi ra là BF, không thể tích đủ 30 tiền ngay ra 2.1 nên là mình bắt hai chú cá sấu vào sân để kích Surima. Mốc Surima đã giảm từ 3,5,7,9 xuống còn 2,4,6,9 cho anh em nào chưa biết nhé. Check qua một lượt bài của các đối thủ thì có rất là nhiều nhà ba chết và tích tiền. Sời, quá là điều kiện tốt cho việc đánh chuỗi thua vì mình sẽ mất ít máu nhất có thể. Thế nhưng mà mình thua ngay một nhà 4 chết và chỉ clear được một con. Mảnh đồ thứ hai rơi ra là găng, vì phải tích 30 tiền nên là mình chỉ để hai chết trên sân. Check bài thì thấy cũng ông cũng để hai chết nên là mình tách hai con ra. Nhưng mà có gặp đâu, gặp một ông vô pháp 4 chết đấm cho full hao luôn. Kháng phép là mảnh đồ cuối cùng, bán luôn để tích đủ 40 tiền ở round sau đấy. May mắn là mình gặp cái ông chơi Piltover, chắc là roll không ra nên là chỉ để có hai chết trên sân chờ đi chợ. Mình có chuỗi thua 3 và còn lại 82 máu. Đi chợ mình nhặt được chiếc cung 2 tiền để tí nữa về sẽ lắp đồ cho carry. Vẫn tiếp tục eco trắng và để thua thêm 2 round nữa. Số máu còn lại của mình là 64. Rau cua nhỏ này trả cho mình một gậy, một giáp, một kháng phép và một găng. Chốt luôn đồ cho các carry, nanh nasher, găng bảo thạch, kiếm súng và huyết kiếm nữa. Chưa muốn thắng vì mình cần nhiều tiền hơn để roll. Thế là mình tiếp tục thua 6 chết ở vòng 3.1. Ba lõi công nghệ vàng nữa, túi đồ cỡ đại thì tạm thời là không cần vì đồ đạc giờ cũng ok rồi. Thuật sư thiện chiến thì càng không, Pandora cũng vậy. Mình chọn luôn một cái lõi đánh nhau là khảm bảo thạch, up level 6 cho tạo các tướng vào sân để đép. Sau khi thấy là mình cũng gần lên 7 rồi, mãi đến round này mới gặp cái ông eco trắng cùng với mình. Và mình có được chiến thắng đầu tiên, giữ lại được lượng máu 51. Tiếp tục giữ được ít huyết nhờ chiến thắng xít sao trước cái nhà Piltover trước vòng đi chợ. Con tướng mình cần là Azir đập ngay vào mắt, quá ngon luôn, húp vội. Trở về là mình lên 7 với hơn 60 tiền roll để comeback là đẹp. Là đúng với chiến thuật eco trắng mà cuối mùa 9 mình có giới thiệu. Các bạn đã xem chưa đấy? Zavan và Silco xuất hiện cùng một lúc ở cửa hàng. Mình bắt đầu roll rất nhiều để bắt tướng. Chưa quen mặt tướng lắm nên là việc roll cũng hơi chậm. Chỉ kịp thêm tạm một số tướng cần thiết vào sân. Rồi sau đấy để thua 3 chết trước nhà Demacia khá là đặc tiếp. Tiếp tục update đội hình ở 3.6 với việc bắt được 2 Nasus cùng với cả một số tướng cần lên 2 sao khác. Còn Azir thì không thấy đâu. Tạm thời sau khi mà tiêu hết tiền ở round này thì mình vẫn thắng được cái nhà vô pháp đang eco. Lại mó cua bắt ốc, mình thu về thêm 3 mảnh đồ và khá khá tiền. Rồi với 36 tiền có được thì mình lên được Nasus 2, Zavan 2 cùng với cả một đôi Azir và một đôi Silco. Mãi roll mà chưa kịp xếp bài, mình gặp ngay nhà vô pháp đam bằng Kata với cả Quiena. Nasus giữ lại được chiến thắng cho mình khi mà nhà vua Surima gục ngã quá sớm. Chọn về món quà xứng đáng kim cương vì cảm thấy là các carry của mình có nhiều đồ. Sau khi roll hai cái lõi còn lại ở vòng 1.2, Silco tự lên 2 và Sojin là phần quà cho bố già. Đối đầu với một nhà đánh rất là nhiều carry ở level 8 nhưng mà toàn 1 sao, mình dễ dàng có được chiến thắng thứ 3. Thắp lửa lên nhờ chiến thắng nhà phù thủy carry bằng bố già Silco. Nasus vút giống quá trâu cùng với sự hồi phục từ Targon, kiếm súng và skill của Silco. Thấy các bài của đối thủ có hồi phục nên là mình nhặt về gậy ở chợ để lắp thêm một đồ cho Silco là quỷ thư. Cố gắng roll nốt một con Azir lên 2 để up level 8 mà khó quá, đúng là lừa. Từ lúc nhặt về ở chợ là roll biết bao nhiêu tiền mà nó ra cũng mỗi một con luôn á. Ê, leo leo cay. Vòng 4.5 chỉ gặp bóng nên là cộng 1 chiến thắng cho mình. Thừa nước đục thả câu, cảm nhận được cơ hội tới sau khi mà cây nhà cầm Azir đã chết. Mình roll đúng một phát và lên được Azir 2 luôn đấy. Đúng người nhưng mà cũng phải đúng thời điểm nữa. Giờ mới yên tâm eco lên 8 đấy. Gặp lại nhà vô pháp đã từng cắt chỗ mình ở vòng 3 chấm. Họ thì vẫn là carry 2 sao 2-3 tiền.
Còn mình thì đã update full carry 4 tiền, xếp tanker cứng nhất của mình trước mặt Asia. Bố già được cách Asia một ô để hút đam bớt từ Qatar để tránh bị sốc đam bởi cái bọn vô pháp này. Chiến thắng thứ 6 được thêm vào giỏ hàng. Đồ rơi ra từ ra quái còn lại thì mình lắp được thêm giáp gai cho Nasus để counter bọn vô pháp. Truy xuyên phá dành cho Silco và giọt nước mắt còn lại thì cho Zavan ra skill sớm. Chưa đủ tiền lên 8 vì mất rất nhiều loại tức Rolazia, mình vẫn level 7 ở 5.1 nhưng mà bài vẫn chất lượng nha. Đối đầu với nhà Demacia carry 2 sao với rất nhiều đồ, ông này khả năng là muốn lên 9 vì thấy vẫn còn tích tiền. Nasus vô cùng cứng cáp với sức chống chịu của mình cộng với sự hồi phục của team. Fiora team bạn với 3 đồ khá chuẩn mà ulti 3 lần Nasus mất có nửa máu. Chiến thắng thứ 7 cho ai nhỉ? Lên luôn level 8 và roll nhẹ cho Sen vào sân để tròn bài. Các bạn có thấy tộc hệ của nó kích hoạt không? 2-2-2-2-2-2. Dấu tích chỉ thẳng vào nhà phù thủy. Mình xếp tách Nasus sang một bên và Azir cũng để góc tránh bị Zavan nhảy vào. Đúng như dự tính thì Nasus không nhận đam từ Silco team bạn và càn quét từ A đến Z, chuỗi thắng 8 rồi đấy. Thay Aatrox vào chỗ Warwick vì thấy Zaun chiến ý ngoan cường không ngon. 5.3 thì mình gặp lại nhà vô pháp và lần này thì đã khác. Ý của mình là họ khác vì update được carry 3 sao. Chứ kết quả thì vẫn là chiến thắng dành cho mình nha. Nasus làm hết. Đi chợ thì full rắc chết luôn nên là mình về nhà thêm lại Jin X tặng để kích Zaun thôi vì không muốn roll mà để tiến lên 9. 5.5 là trận chiến giữa mình và nhà Nila carry. Thế lúc nào mà combat diễn ra tốt nha. Nasus chống chịu ổn này, Silco skill đẹp này, Azir cán quét là tốt này, Nasus che chắn tàu cho Azir tốt. Tất cả mọi thứ đều tốt cho đến khi Nasus bước lên tiếp cận vào gangplank. Lẽ ra là Kassate team bạn xúc vào đầu Sen team mình cơ, ngờ đâu Sen bị đam chết. Thế là nó đổi mục tiêu gần nhất và không ai khác kẻ chết thuê Nasus bị xúc một phát bay ra gầm cầu luôn. Hết tanh, Azir cô độc và nằm xuống. Trời ơi, thua một cách ngu xuẩn luôn. 5.6 mình chỉ gặp bóng nhà phù thủy nên là win lại nhưng mà vẫn chưa hết cay. Lấy về một băng giáp từ cua khổng lồ cho Zavan. Mình không lên 9 nữa mà roll ở đây tìm 3 sao. Bắt được Nasus thứ 6 và thay Miss Fortune vào sân. Kích mốc 3 quân sư thay vì để Zaun hơi củi. Xếp bài như cũ để counter Kata. Một lần nữa nhà vô pháp nhận thất bại trước nhà mình. Kịch bản không khác như lần trước là mấy. 6.2 chỉ còn lại 4 nhà và mình gặp cái nhà phù thủy với Ahri đã lên 2 sao. Team bạn rất cẩn thận khi mà kẹp cả Heimer 3 nâng cấp sửa chữa vào để counter. Nhưng mà vẫn phải gục ngã trước thần chó nhà mình. Càn quét phải nói là vô địch. Azir với cả Silco đằng sau cứ việc hồi phục cho Nasus thôi, còn lại cứ để Nasus làm hết. Tiếp tục va chạm với nhà phù thủy ở vòng 6.3, hắn ta đã đổi Ahri sang một bên. Lần này thì sự khác bọt đã có khi mà Ahri skill hạ gục bớt những vị tướng yếu ớt team mình. Những tia năng lượng của phù thủy lan rộng sang cả bản đồ và hạ gục toàn bộ team mình chỉ trừ Nasus. Thất bại vô cùng thảm hại và mình chỉ còn lại 10 máu. Lấy hậu Ahri ở chợ để ông kia không lên được 3 sao. Mình không thắng được nhà phù thủy thì để cho cái nhà vô pháp này xử lý. Thông minh lắm. 6.5 mình gặp nhà vô pháp và vẫn y như cũ thôi. Xếp bài như lúc mình thắng được cái nhà này. Thậm chí Azir còn không bị chạm vào. Khi mà đối thủ khá là tham lam nâng cấp tộc Istan, mình dễ dàng có được chiến thắng và phải nói là cộng 1 respect cho cái nhà vô pháp này giúp mình giết cái nhà phù thủy kia. Xong lại thua nhà mình. Top 1 đầu tiên ở mùa 9.5 với bộ bài Azir 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Tổng kết nhé. Việc Surima giảm mốc kích hoạt xuống còn 2 làm cho bài này có thể mix rất nhiều form nên là dễ dàng đánh không phụ thuộc vào một form bất kỳ nào cả. Level 7 có thể tròn bài nên là dễ dàng đánh vào on top. Sát thương đầu ra ổn định và tanh cứng kể cả giữa hay là cuối trận. Và cuối cùng là Nanh Nasr có thể thay thế được cuồng đao nên là các bạn không nhất thiết phải cần quá nhiều gậy như là lúc trước nữa. Sau đây là một số form bài Azir có thể mix. Azir cộng với rất nhiều Surima, Azir cộng với rất nhiều quân sư, Azir và Nila, Azir cộng với rất nhiều thứ như cái bài mình vừa chơi. Azir cộng Fiora, Azir cộng với Miss Porter Carry. Việc mix bài phụ thuộc vào đồ rơi ra từ ra quái, hoặc là vòng đi chợ, hoặc là từ lõi nên là các bạn cứ lựa chọn sao cho phù hợp nhé. Còn nếu mà các bạn muốn mình làm full series Azir cùng những người bạn thì comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn leo rank mùa mới vui vẻ. Nhớ để lại cho mình một like nhé, bye bye.